quay sang phía khác. Đó. Con này sao nó lại lùn nhảy nhỉ? Vâng, thế là bây giờ là phải làm cho nó giống như cũ. Để bỏ cái sắt này đi. Ờ, nhưng mà con này nó bắt trên này cơ mày. Vâng, chả nhớ. Con này nó phải trên này. Nó phải lắp vào đây này. Nó phải lắp vào chỗ này đấy này. Thì nó ôm bên đây được. Có nghe cái tay này của anh là từ đấy anh. Ờ, chắc là có gì hết. Ok anh ơi. Cả hai bên này. Bác chế con cười nhờ. Đấy là em tí, để em lấy cho. Trước bác bị bác quyền đấy. Đây anh em ơi, bác có chế cái tay gương này các bạn này. Đây tay gương này là bác chế rất là mòn cười các bạn nhé. Có nghĩa là chế sai vị trí khi va quyệt thì nó sẽ bị gãy hết cái chân rồi, các thứ ABC nói chung là gãy cong queo hết rồi. Thì bác thì chế vào cái vị trí này là nó không đúng vị trí của nó. Thường thường thì nó sẽ phải nằm lên trên, bắt lên trên tay này. Và lúc đây thì bây giờ người ta chợ người ta đã chế đến đây thì hôm nay thì mình sẽ tháo cái bộ tay gương này ra và lắp về bộ nguyên bản các bạn ạ. Và về bộ nguyên bản theo xe. Đấy là nằm ở cái trên xuống dưới các bạn ạ. Đấy đây là đang tháo ra các bạn nhé. Đấy, trước là chợ người ta cấy cái người ta cấy cái ốc bên trong, cấy bốn con ốc bên trong các bạn ạ. Đấy, người ta cấy bốn ốc bên trong. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo cái ra. Mình sẽ tháo ra và hãm các bạn nhé. Đây, giờ người ta cấy bốn ốc bên trong anh em ạ. Đấy, đây đang bắn mấy ốc này. Đó, mấy ốc này. Dưới luôn nhá. Đấy, mình đang bắn cái tay gương cửa ra các bạn nhá. Trời trời. Để tôi biết đây, bắn con khác đi, bắn con khác đi anh, bắn khác đi, bắn khác đi. Sao phải lấy tôi biết. Bên này nhá. Hai con trong chúng ơi, hai con trong. Hai con trong nhá. Trên đầu ấy. Đây đang tháo các bạn nhá. Con trong ở trên đầu nhá. Đấy, đang tháo các bạn ạ. Đang tháo vì các bạn nhìn nó chế bọn thợ người ta trước đi ba quệt đấy, họ chế vào dưới chỗ luôn, này. Dưới luôn, con đấy luôn nhá. Chế vào chỗ này nó không đúng nguyên bản, nguyên bản nó phải nằm trên này cơ. Giờ mình sẽ lại lắp cho anh cái đôi tay gương nguyên bản. Và thay hai cái gương luôn các bạn ạ. Đây là đây nguyên bản đây. Đấy, ok anh em nhá. Rồi các bạn theo dõi mình lắp cho các bạn nhá. Đấy, anh em nhớ đến phụ tú tôi nhận nước số nhà 110 các bạn nhá. Mình có biển vẫy đây. Mình chuyển cửa hàng cách cửa hàng cũ là 4 nhà anh em nhá. Cái cửa hàng cũ thì mình đã phá hủy rồi, mình không làm nữa. Các bạn nhớ qua số nhà 110 của mình các bạn nhá. Đấy, đây biển vẫy nhà 110 đây các bạn. Anh em ơi, có gì anh em nếu mà trong cái lúc mà mình gọi điện cho mình không nghe máy ấy, hoặc là mình máy mình bận, anh em có thể nhắn tin qua cho mình qua số điện thoại của mình là 0978820083 và 0978820083, hoặc các bạn có thể nhắn inbox trực tiếp cho mình qua Zalo. Đấy, hoặc là tin nhắn thường thì mình sẽ trả lời các bạn luôn, vì đôi khi cái máy của mình ấy các bạn hiểu không? Anh em nhiều anh em gọi điện quá. Các bạn gọi điện liên tục như vậy thì tự nhiên là người ta gọi đến chèn cuộc gọi nhau ấy. Các bạn lưu ý giúp mình là các bạn nhớ giúp mình. Các bạn nhớ là các bạn hãy nhắn tin cho mình thì mình sẽ phản hồi các bạn trong vòng 5 giây. Các bạn thì nhắn tin cho mình thôi, nhắn cho mình sẽ bảo bạn 5 giây rồi. Nhiều khi anh em cứ gọi điện đến máy thì nó bị chèn cuộc gọi ấy. Đấy, thực ra là mình cũng chẳng nghe được cái gì cả. Mà nhiều khi nó rất là khó trả lời. Nhiều anh em có thể là các bạn ở các tỉnh các bạn nói giọng một kiểu ngoài Hà Nội, giỏi một kiểu ngoài Hà Nội thì gọi là con heo. Hay là tổng côn thì các bạn trong đấy gọi là con heo. Nhiều khi nó rất là khó phân biệt ngôn từ. Anh em nhớ nhắn tin cho mình nha các bạn nhá. Đúng rồi. Hiện tại thì mình đang lắp lại cái tay gương nguyên bản của chiếc xe này nhá. Hôm nọ thì xe của anh có bị tai nạn ấy, thì họ làm cái tay gương lại nó bị lùn quá, không nhìn được, nó bắt vào đây này. Nó bắt sâu như thế này này, là cái vị trí này không nhìn được các bạn ạ. Cái vị trí nguyên bản nó phải từ đây lên trên này thì người nhìn mới nhìn được. Đấy, bị bắt ở kia lùn quá nên ra không nhìn được. Hôm nay thì mình đang khoan lại bốn lỗ. Tổng thì bên mình sẽ hãm ECU bên trong anh em nhá. Mình bắt được ECU 6. Đây các bạn này, toàn bộ 6.
Anh xem nào. Không, kể ra tháo con ba lên kính nhanh hơn nhưng mà lắp chân cái tay gương. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ đã xong rồi. Đấy các bạn thấy không? Đây là về nguyên bản nhá, có nghĩa về nguyên bản. Ngày xưa là có xe của bác ấy bị tai nạn nhưng mà về sau là họ chế cái tay gương nó bị sâu quá thành ra là không nhìn được mà bị gãy mất tay gương rồi. Thì bắt đầu là mình sẽ chuyển lên nó như này. Mình lắp tay gương nguyên bản là đáo xe luôn. Đấy, về đúng như này các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy ngon không?